Giặt Super Cleaner có công dụng tẩy rửa cao vì chỉ cần tiếp xúc với nước mỗi 1 giây sẽ sinh ra 36.000 bọt khí, có chức năng tẩy rửa cực mạnh, trực tiếp phân rã sự liên kết hóa học của các phân tử chất bẩn, làm cho mọi chất bẩn như dầu mỡ, phẩm màu hoàn toàn bị phân giải nhanh và nhanh chóng tan biến trong nước. Bây giờ chúng ta lấy một áo thun làm thí nghiệm, vẽ lên áo bằng bút lông cát chết màu, tiếp đến dính thêm loại nước máy rất khó tẩy, sau đó ta cho bột giặt Super Cleaner vào trong bể nước phía sau. Tiếp theo, ta trực tiếp nhúng áo vào trong bể nước đã hòa tan bột giặt Super Cleaner. Các bạn xem, chỉ sau mấy giây, các chất bẩn trên áo đã từ từ bị phân giải. Bây giờ áo trắng đã sạch trở lại, tuyệt đối không còn bất kỳ một chất bẩn bám trên mặt giải. Các bạn đã thấy ngay hiệu quả của bột giặt rồi đấy. Nhất là những vết mồ hôi hay vết dơ trên cổ áo hay chất bẩn trên quần. Bất luận bạn dùng tay chà giặt hoặc bằng cách ngâm hay dùng phương pháp khác, đối với bột giặt Super Cleaner, việc đó dễ như trở bàn tay, bao gồm cả các chất bẩn đã bám lâu năm trên vớ. Chỉ cần pha sản phẩm bột giặt Super Cleaner vào trong nước rồi nhúng vào, giặt nhẹ vài lần, lập tức chiếc vớ trở nên trắng như mới, như cái mà bạn vừa mới mua hôm qua. Ngoài ra, chúng ta có thể dùng bột giặt Super Cleaner hòa vào trong nước rồi phun trực tiếp lên bề mặt thiết kịp của máy hút khói để tẩy đi các vết dầu mỡ được tích tụ lâu ngày. Các cửa sổ bị ố bẩn có thể gỡ xuống và nhúng vào dung dịch pha bột giặt Super Cleaner. Các vết bẩn sẽ được xử lý một cách hiệu quả. Được điều chế từ các chất trong tự nhiên nên sản phẩm bột giặt Super Cleaner hoàn toàn thông qua tiêu chuẩn nghiêm ngặt SGS. Sản phẩm Super Cleaner tuyệt đối không chứa bột quỳnh quang. Với lại, độ hòa tan của bột giặt Super Cleaner có thể đạt được giá trị gần 100%. Điều này không những giúp tiết kiệm lượng bột cho mỗi lần sử dụng, hiệu quả cao, tạo bột ít, dễ tẩy rửa, càng có thể giúp tiết kiệm một lượng nước rất nhiều. Với các đặc điểm này, bột tẩy công nghiệp hiện nay không thể làm được nên không thể so sánh với bột giặt Super Cleaner, cho nên quần áo giặt bằng Super Cleaner không phải là sạch mà là rất sạch. Bây giờ, để chứng minh quy lực tẩy rửa tuyệt vời của bột giặt Super Cleaner, chúng ta sẽ dùng bông thấm ngâm trong các hỗn hợp chứa nhiều loại dầu nhớt, phẩm màu khác nhau, sau đó rắc một ít bột giặt Super Cleaner vào trong bể nước, rồi lấy cục bông đã thấm các chất bẩn trực tiếp nhúng vào trong bể nước đã pha bột giặt, nhẹ nhàng ép vài lần. Không sai, các chất bẩn trong bông thấm khi thoát ra ngoài và tiếp xúc với dung dịch pha bột giặt sản phẩm Super Cleaner, chất bẩn lập tức bị phân giải ngay. Bông thấm trở nên trắng sạch, cả trong lẫn ngoài của cục bông thấm đều sạch, không lưu lại một chất bẩn nào cả. Ta làm ngay một thử nghiệm so sánh sản phẩm Super Cleaner với một số sản phẩm khác, xem hiệu quả của chúng có gì khác biệt. Không sai, sản phẩm Super Cleaner chủ yếu thách thức các chất bẩn cứng đầu khó tẩy rửa. Đây chính là điểm khác biệt giữa sản phẩm Super Cleaner với các sản phẩm bột tẩy rửa khác, giày thể thao bằng da hoặc bằng vải đã qua sử dụng lâu ngày và bị quen ố trên mặt. Nếu dùng bột giặt thường, lấy sức chà theo cách nào đi nữa thì cũng không thể làm vết ố mờ đi. Trong khi đó, chúng ta chỉ cần lấy một lượng nhỏ bột Super Cleaner và chà nhẹ nhàng, bề mặt của đôi giày lập tức sạch bóng. Đặc biệt, đối với bồn cầu sử dụng lâu ngày bị các vết ố vàng có tẩy sạch, chỉ cần pha một ít bột Super Cleaner vào nước, nhấn một lần xả, mọi vết ố đều bị cuốn trôi theo nước xả, bồn cầu lại sạch trơn và sáng bóng. Các đáy chảo hoặc nồi trong nhà bếp sử dụng nhiều ngày sẽ bị đóng một lớp cặn đen rất khó chùi. Sử dụng đồ chùi nồi bằng kim loại vừa tốn sức vừa không đạt hiệu quả. Và trong trường hợp như thế này thì bột giặt Super Cleaner sẽ là một trợ thủ đắc lực cho các bà nội trợ trong nhà bếp. Super Cleaner ngay khi tiếp xúc với nước sẽ sinh ra các bột khí có khả năng tẩy rửa cực mạnh. Các bột khí này có thể khử đi các chất oxit bám trên bề mặt và làm sạch trơn các chất cặn bẩn đóng trong các vật dụng như đồng hồ, nhẫn, vòng tay hay các loại nữ trang khác, giúp chúng đều trở lại dễ đẹp sáng bóng. Sản phẩm bột Super Cleaner ngoài việc phân giải các chất bẩn ra còn làm cho áo quần trắng càng trắng sạch hơn, màu sắc của hoa văn trên vải càng trở nên rực rỡ hơn. Những vật dụng mà được giặt bằng sản phẩm Super Cleaner sẽ trông mới hoàn toàn. Bột giặt thông thường dùng chất hoạt động bề mặt kết hợp với oxy để oxy hóa và tẩy sạch chất bẩn. Còn sản phẩm Super Cleaner thì dùng những phân tử có tính phân giải cao. Super Cleaner ngay khi tiếp xúc với nước sẽ sinh ra các bột khí có khả năng tẩy rửa cực mạnh. Sản phẩm Super Cleaner có thể dùng như một loại bột tẩy đa năng, đồng thời còn có thể đối phó với từng vết bẩn trên quần áo. Những vị trí đã được sản phẩm Super Cleaner giặt tẩy không những sạch ở bên ngoài mà ngay cả lớp bên trong vải cũng rất sạch sẽ. Sản phẩm Super Cleaner đa năng không chỉ sử dụng được cho quần áo mà cho bất cứ vật dụng khác như mặt giấy, bề mặt khí cụ như trên nón bảo hiểm có vết bẩn ở bề mặt cần phải làm sạch. Cho nên các chị em nội trợ của gia đình mới mua sản phẩm Super Cleaner lập tức đi tìm những đồ dùng trong nhà ố nhất, dơ nhất, khó giặt nhất, nhiều dầu mỡ nhất để thử sản phẩm ngay. Hãy nhanh tay đặt hàng ngay, giao hàng miễn phí tận nơi. Điện thoại 0837 552 552, 0837 553 553.